May quá các bạn, mình đã tận dụng được cái máy này để mang đất vào trong chỗ cái nhà này. Sau đó thì sẽ mấy anh em sẽ xúc đất vào trong nhà các bạn, để tôn cái nền lên, không phải chở bằng xe rùa, nó mất rất là nhiều thời gian. Pode meter já dentro. Hã? Tira outro aqui, qualquer. Ó, chỗ kia thì mấy anh em đang đi tưới cái vườn rau các bạn. Đó. Em đang đi tưới vườn rau này. Còn mọi người ở phía trên kia thì đang bắt đầu đi trồng sắn các bạn ạ. Bây giờ sẽ đi xuống giống cây sắn. Bingo ơi. Bí ngô các bạn, bí ngô mình trồng nó bắt đầu lên đẹp rồi. Bắt đầu bò rồi. Này khoảng độ tuần nữa thì là nó bò kín hết cái khu vực này luôn, đẹp luôn các bạn. Đó. Tất cả những cái gốc bí này là đây, toàn bộ đây là bí của Việt Nam mình nha các bạn. Vừa là cái quả bí dài này, hai là bí tròn này. Đó, mình trồng kết hợp ở đây, cả góc bên kia nữa. Phía trên này thì mọi người đang đi trồng sắn các bạn. Đàn ông thì đi đằng trước bổ hố, sau đó thì các cô sẽ đi phía sau để cho cái hòm sắn vào trong cái gốc ấy bạn, à và cái hố đấy. Máy này đào mương thì anh ấy đào được 90% rồi. Hôm nay mọi người đến cũng tương đối là đông các bạn, đến để đi trồng sắn. Bây giờ em Victorino thì đang lấy cái xe máy ba bánh các bạn, để tiếp tục đi lấy thêm cái giống sắn về đây. Đây nó không có cái hòm sắn to giống như là cái hòm sắn ở Việt Nam mình các bạn. Đó, mọi người trồng. Đây là một cái hòm. Cái hòm này thì khoảng 30 phân các bạn, 30 phân. Thì mình sẽ trồng sắn này, thì thực tế cây sắn này có mấy loại trồng các bạn. Trồng hòm sắn thì trồng nằm thế này cũng được. Trồng đứng thế này cũng được. Và trồng hơi chéo chéo như thế này cũng được. Về thực tế thì có cái sắn này có rất là nhiều các cách trồng thế nào cũng được, nhưng mà đây mình sẽ nói mọi người là bên này thì sẽ đi trồng xiết theo kiểu như này các bạn, trồng nghiêng như này. Toàn bộ những cái mắt này là đều nó đã xùi hết những cái mầm đây rồi. Đó. Tất cả những cái mắt này đều có mầm hết rồi. Ngày hôm nay mọi người sẽ vào đây để tập trung đi trồng sắn các bạn. Toàn bộ những hòm này thì đã được chặt sẵn hết rồi, thì cái trồng đến đâu thì sẽ di chuyển sang phía bên đấy, đến đấy. Chỗ này là trồng sẵn rồi, kia là mọi người cứ đi cuốc đằng trước, sau đó thì các cô sẽ đi phía sau để cho hòm sắn vào. Mama, taki cimenti. Arroz então, pai. Sabão acabou, óleo acabou. Sabão acabou. Ah, óleo acabou. Precisa lavar, sabão não tem. Aí é. Sim, precisa lavar muito sabão. Precisa sabão. Tudo bem, não está fazendo nada.
anda no consigui plantar nada, mamá, espera. Depois de plantar o quê? O mandioca, mas vamos resolver isso. Sim. Sim, depois do plantar mandioca, vamos fazer isso. Não. Tem muita coisa para fazer aqui. Fala que eu não tenho nada. Vai gritar com o administrador do Balundo. Hã? Eu disse como? Não, aquela vez eu não prometi. Porque eu sei muito bem assim, quando eu falar uma coisa com angolano, que vai cobrar mesmo. Mas quando você falar uma coisa comigo, você não faz. É mesmo, não é isso? Se eu agora devir você só sem quadra, todo dia você vai cobrar. Mas hoje, sempre hoje, eu dou você 1000, mas amanhã você já esquece isso. Vai cobrar mais aquela 100 quadra que eu que vai faltar. Angolano é mesmo assim. Eu já vivo aqui mais de 10 anos. Eu sabe muito bem, conhece muito bem. Você pode lutar com outro, pode picar com faca outro por causa de 50 quando. E angolano é mesmo assim, não é verdade? É mesmo verdade. Então. Ô família, você sabe agora, essa coisa tudo está subindo muito. Por causa de governo que está fazendo mau trabalho. Arroz é tipo de 2 meses antes só 7, 8 mil cada saco, mas agora é tipo 18 mil. Está subiu dupla de mais de 2 vezes. Agora tudo mundo difícil igual. Não é você que está fraco, eu sou rico, não. Tudo igual. Sim. Eu também venho aqui para trabalho, para procurar dinheiro também. Mas agora dinheiro subiu muito. Antigamente, $100 é só 10 mil kwanza. Agora, $100 é 95 mil kwanza. Tá subiu quanto? Subiu muito. Sim. Mas não tem problema, depois vou procurar forma para ajudar todo o povo aqui. Sim. Sim, vou falar com o nosso chefe. Ele vai resolver isso. Yeah, tá bom. Agora continua semear. Yeah. Nó các bạn mình vừa mới nói chuyện giải thích với mọi người bởi vì là ở bên này hiện tại bây giờ nó đang khủng hoảng rất là nhiều. Thế nên là tất cả mọi thứ, đồ đạc, tất cả mọi thứ nó đều lên giá gấp 2, gấp 3 lần so với bình thường. Ngày xưa cái thời kỳ lúc mình mới sang đây các bạn, lúc đấy $100 nó chỉ bằng có 10.000, 10.000 quan ở bên này. Đó, nhưng mà bây giờ $100 thì nó xấp xỉ bằng 100.000 rồi các bạn. Nó lên gần 10 lần rồi. Đó, nên là tất cả đồ đạc mọi thứ nó đều lên rất là nhiều. Đó. Ngày xưa cái bao xi măng lúc mình mới sang mua có tính ra là có 800 quan một bao, để đấy làm công trình xây dựng ấy, là có 800 quan một bao thôi. Nhưng bây giờ là nó xấp xỉ 5.000 rồi. Đó. Tất cả mọi thứ nó đều lên rất là nhiều các bạn, từ những cái vật tư xây dựng rồi đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Đó, và đặc biệt là đồ ăn đồ uống các bạn lên đến mức chóng mặt luôn. Đó, ví dụ như là một thùng cá đấy. Thùng cá hoặc thùng gà đấy ngày xưa nó rẻ nhưng bây giờ nó lên gấp 3 gấp 4 lần. Mà không có để mua luôn các bạn, ở cái huyện nghèo này không có để mua luôn. Những cái nhà mà cơ sở họ bán ấy thì là khi mà giá họ độn lên nhiều quá, tự nhiên người ta bị
kiểu như là lại phải bỏ thêm rất nhiều vốn ra để nhập hàng về để bán. Mà nếu mà khi mà nhập hàng về bán mà bán cái giá cao thì là người dân lại không có khả năng để mua đó, thế nên hàng sẽ bị ế tồn kho, coi như cái số tiền đấy là cái số tiền chết vất ở trong kho đấy, và rất lâu thì họ mới có thể lấy lại được cái đồng vốn đấy để tiếp tục quay vòng cái công việc kinh doanh của mình đó. Tất cả các cửa hàng bây giờ bán đồ ăn, các nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống của người dân bây giờ là đang hạn chế rất là nhiều các mặt hàng, chủ yếu là của người nước ngoài và đặc biệt là của mấy anh người Tây Á các bạn, Ấn Độ này, Mauritania này, mới cả là mấy anh người Libanese đó, là mấy anh đấy là cửa hàng anh vẫn còn hoạt động bình thường bởi vì là họ có nhiều vốn, họ nhiều có thể kinh doanh lâu dài. Nhưng nếu như các cửa hàng của người Angola thì 80% là bây giờ là đóng cửa các bạn, hoặc là hoạt động theo cái kiểu hình thức gọi là cầm chừng giữ khách thôi, chứ không có phong phú cái mặt hàng giống như ngày xưa. Tamam, chega, não conversar mais, vai. Vai trabalhar. Ô, tomate. Você pegar a enxada, vai meter buraco para mamá seguir atrás. Você não precisa mais. Você como é muito, tá trabalho assim não dá. Pega a enxada. Pega a enxada para abrir buraco. Deixa a mamá atrás. Ngày hôm nay thì mới được có một nửa cái quân số người dân ở trong bản đi làm thôi các bạn, còn lại thì mọi người ở nhà để đi chặt những cái hòm sắn đấy. Mỗi nhà có một ít, đi chặt những hòm sắn đấy, và toàn bộ những cái hòm sắn đấy thì mình đã nói mọi người rồi, của nhà nào thì nhà đấy gom vào một chỗ, sau này khi nào mà trồng xong cái này thì mới bắt đầu mình sẽ lấy sổ sách ra ghi để thanh toán tiền cho mọi người. Thay vì mình đi mua cái hòm sắn ở phía bên ngoài đó thì là mình sẽ mua hòm sắn của người dân luôn. Tất cả người dân đều có cái giống cây sắn ngọt để mọi người ăn rồi làm bột ngô ăn sống hoặc là nướng, thì mình không đi mua ở ngoài nữa, mình sẽ mua của người dân luôn, giúp đỡ mọi người luôn. Thì đằng nào thì cái hòm sắn đến mọi người sau này nếu mà không sử dụng thì bỏ nó cũng phí đấy, nên là mình sẽ mua để hỗ trợ cho mọi người. Ok các bạn, đó đây là chỗ đất này để mấy anh em vào đây sàn nền các bạn, sàn nền sau đó thì mình sẽ mua giường đệm các thứ đến đây để cho anh em vào trong này. Đây. Để cho anh em ở đây ngủ đây luôn. Trong này thì mình sẽ tính là cho em trai của Betu với cả là hai anh tổ trưởng mới đây. Oh value. Thank you Ashemai. Porque aqui depois quando chuva e ele disse tem muito o quê? Água. Então no chão em casa tem que mais ou menos igual que caboclo. Sim. Tem que deixar igual caboclo. Para depois quando você fica aqui é melhor. Yeah. Vai jogar quantas pessoas? Quatro. Quatro? Seis. Seis. Aqui tem gato? Não tem. Aqui na mata. Mas não tem. Não tem. Seis pessoas também. Lá, depois. Eu ainda não tenho que aqui está lá. Quem? Quem? Lá? Lá tem, ele conhece. Quem é? Depois eu vou te falar. Depois tudo aqui fica bem. Tudo bem, vamos te falar. Lá tem. Sim, aquele vem aqui para trabalho, não é vem aqui para comer depois dormir, não. Não. Vou te chutar já tudo. Pessoa tem que trabalhar, não pode comer. Sim. Comer trabalhou. Comer trabalhou. O que eu não estou a gostar aqui? De onde que eu cheguei aqui? Não estamos a trabalhar. Não estamos a trabalhar. Chegar aqui tarde. Chegar aqui 10 horas, 11 horas.
Tá bom, fica aqui seis pessoas, cinco horas, já estão a trabalhar. Cinco horas? Sim. Tem que trabalhar 10 horas. Isso é tomate, não pode trabalhar com só, isso é tomate. Agora você vem aqui 10 horas, assim não é trabalho? Yeah. Não, vamos avançar já essa semana, tem que completar aqui para viver já aqui. Agora já tem porta, falta janela, vou mandar meter e fazer isso. Hoje? Sim, vou mandar já. E vou buscar aquela lanterna grande. Tem lanterna, tem aquele solar ali, tem tudo. Passadeira tem? Eu tenho, tem pistola também. Ah, depois de fazer passadeira. Passadeira para você matar outro, né? Animais e pessoas que vêm aqui estragam tudo, de partir a perna. Você é aqui no trabalho? Sim. Sim, tem... Ah, caçadeira? Sim. Não, depois vou chamar o quê? A guarda. Ah, é? Vou lugar a guarda com a arma dele. Não, depois, daqui nada, daqui tipo próximo mês, quando meu amigo vem, mais velho, que vem aqui, ele vai completar todo o trabalho, meter cimento, acabar de no curar e vou ir buscar boy, meter aqui. Depois, quando o boy vem, dia seguinte, vou chamar já que guarda, o segurança. Sim. Depois, aqui as pessoas que estão a trabalhar, que querem maroto. Você sabe. Então me cobra arroz. Ah, te cobra arroz. Eu te falar, vai cobrar administrador do baludo. Tá ri. Ele todo dia tá a trabalhar? Não, é todo dia, é só hoje que vem muito. Outro dia só vem 5, 10. Sempre assim, aqui para a coisa, tipo assim, horta, mesmo plantar, mesmo. Tem que ter uma pessoa. Fica mesmo aqui, dorme aqui, trabalho. Agora, como está dependendo dos bairros, só vem 4, 3. Sim. Yeah, é mesmo. Mas depois vou escolher 10 pessoas. Vou escolher 10 pessoas, começar a pagar por mês para cuidar aqui. Sim, tem que ser assim, senão tá mal. Pera. Amanhã também está dentro. Ah, sim, amanhã vou. Linha acabou? Sim. Ou depois vai falar com o Beto, vai lembrar. Amanhã ele vai na loja tirar. Ele que vai comprar. Ah, aquele é bota, né? Sim, bota. Bây giờ anh em sẽ đi san cái nền này. Sàn nền này cho nó cao ráo lên, xong rồi thì mình sẽ chuẩn bị giường đệm các thứ ở trong này để cho mấy anh em ngủ đây. Chỗ này sẽ phải mua tầm khoảng độ 2-3 cái giường. Thế này để thành nhỏ rồi. Mấy anh đang muốn 6 người ở đây cơ. Bởi vì ở đây buổi tối thì nó cũng vắng vẻ, yên tĩnh, mà ở đây nó không có điện đấy các bạn. Thế nên là các anh muốn đông đông người thì mình sẽ điều chỉnh lấy khoảng độ 6 anh em. Thì có em này, cháu của bé Tù này, hai anh này là 4 này. Đó, sau này thì mình sẽ tìm thêm khoảng 2 anh nữa là 6. 6 anh em ở đây thì sẽ mất khoảng 3 cái giường. 3 cái giường. Đây một cái, góc kia một cái. Góc chỗ này để nấu ăn. Ở đây thì sẽ để chứa đồ, những cái dụng cụ cần thiết làm cho phục vụ cho trang trại. Đó. Ok các bạn, thì thôi video ngày hôm nay anh em mình vào trong này để cũng đi làm công việc bình thường giống như mọi khi thôi. Ngày mai thì mình sẽ lại tiếp tục quay lại cho mọi người xem cái quá trình anh em mình làm việc, rồi trồng sắn, rồi là chăm sóc vườn, rồi làm nhà ở đây. Ok các bạn, thì thôi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay. Cái gì? Phát là chào các bạn. Chào các bạn. Bà. Chào các bạn. Ai. Ôi là ai. Chào các bạn. Chào các bạn.